chào nha anh em. Này lên là cho anh em chiếc Econo 70 anh em ơi. Xe này đồ đạc còn zin rất là nhiều anh em. Lốc sơn zin chưa bắn rồi. Xe này mua bán vốn lại anh em ơi. Xe này để lâu lắm rồi bán không lời, đầu bò này. Đầu nọc nó bình xăng rồi nó còn chân. Máy chạy ghê, máy nhỏ lấy chạy hoài này. Đặt tội luôn nha. Ống sơn rồi. Phụ sau còn chân ha. Bô này bô bô sen khiêu. Bô của cúp hàng mới, cúp mới. Bô nổ ngay, bô loại tốt. Mấy cái này anh em về chà nha. Về lấy cước cho nội chà nó bốc. Đậu nọc đẹp ha. Máy móc đồ đẹp, gam đẹp. Sơn thì có dặm rồi. Sơn nó sơn riêng nhưng mà có dặm lại chứ không phải sơn cả nha. Đầm rồi còn riêng chứ, nó sơn còn. Nhìn đi đi. Cầm thiết còn riêng ha. Thao trắng tư anh em ha. Ký tự rồi còn rõ chứ. Bán là y cũ anh em ơi, giá 16 năm. Máy chuẩn. Máy chạy cực kỳ êm luôn nha anh em. Mấy cái tay thắng này còn im. Nọc 72 đó luôn. Đứt gam đầu nhìn phơi ha. Sơ gút có rồi luôn gì đấy nè. Ha, máy cực kỳ chuẩn, nguyên cục máy anh em dọn đây. Ha, cái chi nó trơn đấy anh ạ. Gam đầu bò rồi mình thuê. Chứ nó bắn dập nó lóc liếc còn nữa. Chốt rồi, alo cho anh em nha anh em.